Dạ, chị Hà chỉ về rồi kìa. Cô tính dùng chiêu gì nữa vậy? Đưa ba mẹ tới đây bắt bẻ còn chưa đủ hay sao? Dạ, con muốn thưa chuyện. Không cần thưa gửi gì hết. Tôi đã nói là không tha thứ là không tha thứ. Lúc trước tôi sợ thằng Quang nó nghĩ quẩn cho nên mới cho cô vô nhà. Không ngờ cô lại là người thủ đoạn mưu mô đáng sợ đến như vậy. Con biết là bây giờ cho dù con có giải thích gì đi nữa thì cũng sẽ không có ai tin con. Con sẽ chọn cách ra đi. Em còn tính đi đâu nữa? Mình ly hôn đi anh. Anh đã nói với em rồi mà, đừng bao giờ nhắc tới chuyện này. Nhưng đó là lựa chọn tốt nhất của em và anh bây giờ. Nhưng anh không đồng ý. Sao lại không đồng ý? Con nghĩ ly hôn là nó chịu thiệt thòi hay sao? Đây chính là cái kế hoạch ngay từ đầu của nó rồi. Nè, ông coi đi. Chính nó nhắn tin với tôi, nói nó tiếp cận thằng Quang chỉ vì muốn chiếm đoạt tập đoàn Minh Quang mà thôi. Chắc cô vẫn không quên tin nhắn này chứ. Mẹ nói gì con không hiểu. Nè, ông đọc đi, coi có phải vậy không? Ba, thôi để con đọc lên cho cả nhà mình nghe luôn. Đây là số điện thoại của cô nha, để tôi đọc cho con nghe rõ nè. Con nghĩ kỹ rồi, số tiền cô đưa ra không là gì so với tập đoàn Minh Quang. Con sẽ không bao giờ rời xa anh Quang nếu như chưa có được điều mình muốn. Đừng có chối nữa nha. Số điện thoại và tin nhắn của cô nè. Không phải. Chuyện này là sao con? Chị Hà, em cần một lời giải thích. Đó là số điện thoại của chị. Tại sao chị lại nhắn những lời lẽ như vậy? Chị giải thích cho mọi người nghe đi. Con không hề biết gì về tin nhắn đó hết. Thôi đi, không phải cô nhắn thì ai nhắn? Đừng có nói với tôi là thằng nhân tình nhân ngại lấy điện thoại của cô nhắn cho tôi nha. Bây giờ mọi chuyện rành rành như vậy, cô còn gì để nói nữa không? Không. Bây giờ thực sự là con không còn gì để nói nữa. Cũng không còn ai tin con. Con cũng không phải biết giải thích như thế nào hết. Cho nên là con sẽ đi. Con sẽ đi để mọi người không cảm thấy khó chịu về con nữa. Kẹt, đi với mẹ. Mà ông Thanh không muốn đi với mẹ, mà ông có thương Trang thì ông muốn đi với mẹ. Kẹt, Kẹt nghe mẹ nói nè. Mẹ biết là dạo gần đây mẹ không có dành nhiều thời gian cho Ken, mẹ không có chăm sóc Ken được nhiều. Nhưng mà bây giờ mẹ hứa với con là từ nay về sau mẹ sẽ chăm sóc con. Mẹ dắt con đi chơi thiệt là nhiều. Bây giờ con đi với mẹ nha, nha. Không, Ken nó muốn đi với mẹ mà không có thương Ken. Ken muốn sống với ba Quang mà đã với ông nội. Bây giờ mẹ con mình không sống ở nhà này được nữa đâu con. Con đi với mẹ nha. Mẹ xin con đi với mẹ đi. Buông thằng nhỏ ra. Thằng Ken nó là cháu nội của tôi. Đây là nhà của nó. Cô muốn đi thì đi một mình đi. Ken, đi. Mẹ con mình không có rời xa nhau được. Con ơi, buông thằng nhỏ ra. Nó đã nói là không muốn đi với cô rồi. Bộ cô không nghe thấy hả? Cô không xứng là mẹ của nó. Có quyền gì mà đòi nuôi thằng Ken? Đừng có hòng dẫn cháu tôi ra khỏi cái nhà này. Đi với bà nội. Ken, Ken, Ken. Cô còn la hét cái gì nữa? Bây giờ thì cô thoải mái tới với tình nhân của cô rồi đó. Anh ơi, anh thường biết em không phải là người như vậy mà. Anh nói gì vậy thì em đi anh Quang. Anh nói gì đi chứ. Anh Quang, anh Quang, mẹ ơi. Mẹ ơi.
con. Đừng khóc nữa. Con suy nghĩ kỹ chưa? Con muốn ly hôn với thằng Quang đúng không? Bây giờ cho dù con nói gì đi nữa, con có làm gì đi nữa thì cũng không ai tin con. Thì con chỉ còn một cách duy nhất như vậy thôi ba. Con tính đi đâu? Bây giờ con chưa nghĩ được. Đi kiếm chỗ nào ở đỡ đi. Chờ cho mọi người ổn định rồi tính tiếp. Con xin phép. Cái chuyện vì hồi chiều bên nhà thằng Quang tôi tức không chịu được. Nói chung thì lỗi là do tôi hết. Phải chi tôi kiên quyết không cho tụi nó đến với nhau ngay từ đầu á thì con mình ở đâu phải chịu khổ như vậy. Thôi mà ông, ông đừng có nóng giận như vậy. Còn mình đã nói là đó là chuyện hiểu lầm thôi mà, nó có làm gì sai đâu. Từ từ sẽ có cách giải quyết thôi mà ông. Tôi tin tưởng vào con của mình đó. Tôi cũng tin đó. Nhưng mà bà thấy đó, họ đưa ra bao nhiêu lời buộc tội mà con mình nó không có một lời giải thích. Làm sao? Còn cái gì kìa Hà? Sao vậy? Sao lại khóc? Có chuyện gì hả? Con hả? Chuyện gì? Bây giờ nè, con phải nói rõ ràng cho ba mẹ nghe. Làm sao con? Từ hồi nào tới giờ con với Tùng là bạn thân. Thân cỡ nào thì ba với mẹ cũng biết mà đúng không? Tùng gặp tai nạn cho nên là con mới vô bệnh viện để thăm Tùng. Nhưng mà hình như là có ai đó đã lén theo dõi và chụp hình tụi con, gửi hình ảnh về cho anh Quang và gia đình của ảnh. Thiệt tình là cái sai của con ngay từ lúc đầu á là con đã không dám nói với anh Quang sự thật là con đã vô thăm Tùng. Con sợ là ảnh không có vui, sợ là ảnh khó chịu tại vì ảnh ghen với cái chuyện của Tùng ba à. Vậy còn cái chuyện mà bán cái tài liệu rồi hợp đồng công ty gì đó là sao hả con? Chuyện đó là con hoàn toàn không biết là tại sao luôn. Nhưng mà có một điều chắc chắn con có thể khẳng định là con không bao giờ làm những chuyện như vậy. Chắc là có ai đó đã hãm hại con. Chứ tự dưng ở đâu đâu có một số tiền rất lớn chuyển vô tài khoản của con, rồi sau đó con bị quy chụp á là đã bán thông tin của bạn dự toán đấu thầu. Vậy vậy thì con đâu có lỗi gì đâu. Thế tại sao con chịu không chịu giải thích cho họ biết? Đúng vậy đó. Nhưng mà những bằng chứng đưa ra lại rõ ràng như vậy. Bây giờ con có giải thích thì cũng không ai tin và cũng không giải quyết được chuyện gì ba. Vậy còn thằng Quang, nó là chồng con, tại sao nó không binh vực vợ? Anh Quang cũng hiểu lầm con, cho nên là anh cũng không có bất kỳ động thái gì hết. Vậy thì đâu có được. Làm chồng như vậy là không được. Để ba,
ba phải đi gặp nó. Ông à, bây giờ chuyện đã cớ sự như vậy rồi thì để cho con tự giải quyết. Bây giờ ba mẹ cứ về quê đi, còn chuyện ở dưới này thì để con giải quyết. Trời ơi, con ơi là con. Còn cả, có chuyện gì á nhớ nói cho ba mẹ biết nha. Ba mẹ lúc nào cũng bên cạnh con hết đó, nhớ đó. Ba giận con lắm phải không ba? Ba giận á là giận cái gia đình chồng con kìa, mà nhất là thằng chồng con. Những lúc như thế này mà không thấy bản mặt ở đâu hết. Cả mẹ và chị Quỳnh đều có những nỗi khổ riêng, và cả bản thân anh Quang cũng không khi nào anh được thoải mái ba. Trời ơi, giờ này mà còn đi binh cho người ta nữa. Lúc này là phải lo cho bản thân mình hà à. Ba ơi, con biết tự chăm sóc mình được mà ba. Ba với mẹ tin con thêm một lần này nữa nha. Ông à, con đã lớn rồi, nó tự biết mình phải làm gì. Mình chỉ cần đứng đằng sau làm hậu phương vững chắc cho nó là được rồi. Ủa rồi con về, ủa rồi thằng Ken đâu? Hả? Nó đâu rồi? Người ta không cho con đem thằng nhỏ đi. Sao lại không cho đem thằng nhỏ đi? Họ lấy cái quyền gì mà giữ thằng nhỏ lại? Hả? Sẽ tới ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.